Tổng thống Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News sau khi được hỏi về phát biểu của ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden trước đó là Tổng thống sẽ không chịu rời Nhà Trắng nếu như thất cử và bị quân đội áp giải khỏi đây, phải không? Tổng thống Donald Trump, ông hứa rời Nhà Trắng trong hòa bình nếu thất cử. Tổng thống bác bỏ cáo buộc là ông sẽ gian lận bầu cử và cố thủ Nhà Trắng nếu thất bại, và đồng thời chỉ trích ứng viên dân chủ Joe Biden, đối thủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Ông ấy không bình thường và tất cả mọi người đều biết như vậy. Thật là buồn khi chứng kiến điều đó, và ông nói thêm rằng chắc chắn tôi sẽ chấp nhận sự thật nếu thất bại. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và tôi sẽ làm những việc khác. Đây là lần đầu Tổng thống Donald Trump ông công khai khẳng định là sẽ rời Nhà Trắng trong hòa bình nếu thất cử. Tôi nghĩ đó sẽ là điều rất tồi tệ với đất nước của chúng ta. Ông nói về khả năng không đắc cử nhiệm kỳ thứ hai của mình. Bình luận được đưa ra sau khi Biden phát biểu trong chương trình Daily Show phát sóng là mối lo ngại lớn nhất của ông đó là ông Trump sẽ tìm cách gian lận trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Khi được người dẫn chương trình hỏi là liệu ông có bao giờ nghĩ đến Tổng thống Donald Trump có thể không chịu rời Nhà Trắng ngay cả khi thất cử hay không, ứng viên 77 tuổi này trả lời rằng điều đó là có. Tuy nhiên, ông tin quân đội sẽ đảm bảo quá trình chuyển đổi quyền lực diễn ra trong hòa bình. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng họ sẽ áp giải ông ấy khỏi Nhà Trắng với sự nhanh gọn tuyệt vời. Ông Biden nói như vậy. Theo thư ký của báo chí Nhà Trắng, sau đó đã bác bỏ những bình luận của ông Biden, gọi đây là một đề xuất ngớ ngẩn. Tổng thống Trump gần đây liên tục đăng Twitter cáo buộc Đảng Dân Chủ đang cố gian lận bầu cử năm 2020, song không nêu bằng chứng, và ông cũng cho rằng những lá phiếu gửi qua thư đó là sự lừa đảo và thường xuyên kêu gọi cấm bỏ phiếu qua thư. Ông Biden cho biết là một số bang đang thực hiện các bước khiến cho mọi người khó bỏ phiếu hơn, do đó ông sẽ cử giám sát viên đến mọi khu vực bầu cử để chống lại những hoạt động cản trở quyền bỏ phiếu. Nhìn vào thực tế tại Hoa Kỳ, cứ mỗi 4 năm lại có một cuộc bầu cử tổng thống. Và trong thời gian tranh cử thì các ứng cử viên tố cáo nhau đủ điều. Đảng phái thì ráo riết binh vực ứng cử viên của phe mình, dùng đủ mọi thủ đoạn để mà hại nhau, đánh phá đối thủ tàn tệ nhưng nương tay. Nhưng khi bầu cử xong thì phe thua cuộc vẫn phải chấp nhận kết quả bầu cử và không hề có vấn đề biểu tình đòi xóa kết quả bầu cử như năm 2016. Cái nhìn thực chất về một vị tổng thống đương kim, tổng thống Donald Trump có kiên cường chiến đấu trong suốt hơn 3 năm qua hay không thì mọi người hãy nhìn vào thực tế để mà nhìn nhận. Theo quan điểm của mình, có thể gạt bỏ đi để nhìn vào ra sự thật đang hiển hiện trước mắt ở tại sao Hoa Kỳ. Từ vụ bị xử chất phế tới vụ đại dịch Vũ Hán gây tử vong cho hơn 100.000 người và làm sụp đổ kinh tế của Hoa Kỳ, tất cả những vu khống, những nỗ lực đánh phá của truyền thông cánh tả và ngay cả của thế lực ngầm cũng không làm cho Tổng thống Donald Trump ông dao động. Phải nói rằng vì tình thương dân tộc, vì trách nhiệm với một quốc gia và vì một thế giới tự do, một Tổng thống đã mãnh liệt chống chọi và từng bước ông đang thực hiện những lời hứa, và mọi người sẽ nhìn thấy những điều đó sẽ chu toàn trách nhiệm của một người đứng đầu một quốc gia mà người đó được quốc gia trao phó. Kết quả trắng đen như thế nào, tương lai mọi người sẽ nhìn ra. Chỉ e rằng điều tốt mà tương lai nhìn ra thì thật đáng quý, nhưng điều xấu để mãi tương lai mới nhận biết thì quả là một điều đáng tiếc vô cùng. Có nhiều người đặt vấn đề cũng như là những thắc mắc và những câu hỏi là hỏi là cuộc sống ở Mỹ sung sướng hay cực khổ. Thực ra đây là một câu hỏi rất khó để có thể trả lời cho chính xác được, vì hiện tại nó không ở câu hỏi mà nó phụ thuộc vào xuất phát điểm của mỗi người đặt câu hỏi đó, và cũng tùy theo từng trường hợp cụ thể khác nhau. Xin cũng tạm chia sẻ về một số góc nhìn, chia cuộc sống Mỹ thành hai khía cạnh, về đời sống vật chất và đời sống tinh thần, để những ai có thắc mắc thì có thể dễ dàng hình dung về cuộc sống ở đây hơn. Còn vui hay là không, sướng hay không sướng cũng còn tùy thuộc vào đánh giá và chính hoàn cảnh của mỗi cá nhân, của mỗi người. Đầu tiên nói về khía cạnh vật chất thì ở bên Mỹ,
chuyện sở hữu một chiếc xe hơi đó là điều vô cùng bình thường. Bởi lẽ, đối với người Mỹ, chiếc xe hơi chỉ là một phương tiện để di chuyển và ai cũng có thể dễ dàng có được một chiếc xe hơi. Trái ngược hẳn, nếu như ở Việt Nam thì xe hơi là một phương tiện xa xỉ để đánh giá phần nào sự giàu có của một người nào đó. Và thứ hai về chuyện quần áo ở Mỹ thì đa phần đó là đồ hiệu không có hàng đều, hàng nhái hay là hàng kém chất lượng. Việc ăn mặc quần áo hàng hiệu ở Mỹ cũng là một chuyện rất thường tình. Còn nói về đồ ăn thức uống, đồ ăn ở Mỹ thì đa phần đó là đồ ăn ngon, sạch sẽ cũng như là đảm bảo vệ sinh. Những đồ ăn mắc tiền ở Việt Nam như là sô-cô-la, phô mai hay là các đồ ăn khác qua bên Mỹ đều trở thành thực phẩm hàng ngày, rất là bình thường. Còn về chuyện lương hàng tháng thì ai ai cũng thu nhập khoảng từ 1 cho đến 2.000 đô, 3.000 đô, còn có nhiều người thu nhập cao gấp hơn số đó rất nhiều. Chi tiêu thanh toán đa phần đều phải dùng thẻ, vô cùng tiện lợi cũng như là nhanh gọn. Tóm lại thì nếu nói về cuộc sống vật chất ở đây, nếu so với mức sống cũ ở bên Việt Nam thì cuộc sống ở bên Mỹ thực sự là sướng hơn nhiều. Còn nói về khía cạnh tinh thần thì đối với những người nào yêu thích một lối sống yên bình, muốn tận hưởng cảm giác không bị làm phiền, được tận hưởng không khí tươi mát, trong lành, ít bị ô nhiễm thì đa phần ai cũng đều thích sống ở Mỹ hơn. Vì lối sống này thực sự là tự do. Bên cạnh đó, theo một khía cạnh nào đó thì cuộc sống Mỹ cũng an toàn hơn, khi mà trộm cắp không có nhiều, khi mà tình hình giao thông không quá ư là phức tạp, tội phạm cướp giật không được phép lộng hành. Đối với những người thích một lối sống như vậy thì cuộc sống Mỹ sẽ là một thiên đường. Tuy nhiên, trái hẳn đối với những người đã quen với cách sống ở trong nước, bạn đâu làm đó, thích làm mọi việc theo ý thích của bản thân, không theo một quy củ nào hết, thì cuộc sống Mỹ sẽ vô cùng khó chịu. Bởi lẽ ở Mỹ, mọi thứ đều vận hành theo quy định nghiêm ngặt, và quan trọng người Mỹ sống với tinh thần thượng tôn pháp luật, nên mọi trường hợp làm trái với quy định đó đều bị xử lý. Giả sử như dù là nhà của mình, nhưng ở trong một khu phố có quy định đặc biệt nào đó, dù có muốn sơn lại hay là thay đổi cấu trúc, cũng phải được sự đồng ý của nhà quản lý. Hay là như ở Việt Nam, mọi người vẫn hay có thói quen tụ tập, ăn uống, nhậu nhẹt, hay là hát ca linh đình. Nhưng sang đến Mỹ, nếu làm như vậy mà hàng xóm cảm thấy phiền phức hay là bị ảnh hưởng tới cuộc sống của họ, thì họ hoàn toàn có thể thưa chúng ta ra tòa. Có thể nói rằng ở Mỹ, mọi người có cuộc sống tự lập là nhiều, họ rất sòng phẳng và rõ ràng. Nên đôi khi nhiều người cảm thấy lối sống ở Mỹ không có tình thương, mọi người không quan tâm giúp đỡ nhau. Đặc biệt đối với những người thích giao lưu, thăm hỏi hay là tụ tập bạn bè, nếu muốn có được cuộc hẹn với họ thì phải hẹn từ trước, không có chuyện thích là có thể tới nhà người ta gõ cửa, rồi người ta sẽ nhiệt tình đón tiếp như ở trong nước. Những ai đang quen với cuộc sống gần gũi thân mật khi còn ở Việt Nam thì lúc sang bên này sẽ phần nào cảm thấy hụt hẫng. Và kết lại cuộc sống ở Mỹ hay là cuộc sống ở bất kỳ ở nơi đâu khác, sướng hay khổ, vui hay buồn cũng đều phụ thuộc vào chính bản thân của từng người, từng nét sống cũng như là mỗi cái phong cách sống của mỗi người và xuất phát điểm của mỗi người. Xin giữ quan điểm mà bao đời người Việt chúng ta vẫn có câu, đó là nhập gia tùy tục. Nếu đã qua Mỹ thì hãy biết thay đổi bản thân, thay đổi lối sống và cách suy nghĩ để sớm có thể hòa nhập với văn hóa của cuộc sống Mỹ. Và nếu làm tốt được điều này thì chắc hẳn cuộc sống sẽ vui khi sống ở đâu cũng được, nếu chúng ta biết thích nghi và hòa nhập với cuộc sống. Theo ước tính, chỉ trong một tuần lại có thêm hơn 4,3 triệu người Mỹ đã làm đơn xin trợ cấp thất nghiệp, nâng tổng số người xin trợ cấp thất nghiệp ở tại Hoa Kỳ lên hơn là 26 triệu người kể từ khi các tiểu bang bắt đầu có lệnh đóng cửa vào giữa tháng 3 để ngăn corona lây lan, theo đài CNBC đưa tin. Số người mất việc làm đã tăng lên 22.025.000 người trong 4 tuần trước đó và xóa bỏ hầu như là toàn bộ số việc làm 22.442 việc làm được tạo ra kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008-2009. Trong thời kỳ khủng hoảng đó, chỉ có 8,7 triệu người mất việc làm mà thôi. Các chuyên gia kinh tế đang theo dõi chặt chẽ số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, dự trù là sẽ có, vì số liệu này dành cho tuần lễ kết thúc vào ngày 18 tháng 4.
trùng với tuần lễ mà chính phủ làm khảo sát về tình hình việc làm hàng tháng. Tuần lễ này rất quan trọng vì nó cho chúng ta biết chính xác nhất số người thất nghiệp trong tháng 4 sẽ là bao nhiêu. Và tháng 4 không chỉ là tháng tệ hại nhất trong đợt suy thoái này, mà còn là tháng tệ hại nhất từ xưa cho đến nay. Bà Diane Swan, kinh tế gia trưởng của công ty Grant Thornton cho biết như vậy. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần lễ trước đó tổng cộng là lên đến hơn 5 triệu đơn, tức là 5.245.000. Và đó là tuần thứ tư mà số người làm đơn xin trợ cấp thất nghiệp lên đến nhiều triệu như vậy. Các chuyên gia kinh tế cũng dự báo tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 4 từ 15% trở lên. Thời gian qua, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cho thấy rõ là lĩnh vực nào bị thiệt hại khi kinh tế ngưng trệ. Ban đầu là nhân viên nhà hàng, nhân viên cửa hàng bán lẻ và nhân viên ngành dịch vụ khác. Sau đó, tình trạng thất nghiệp lan sang lĩnh vực sản xuất và đến nay, ước tính đã mở rộng nhiều hơn nữa. Có thể rất nhiều người muốn làm đơn xin trợ cấp thất nghiệp mà chưa làm được vì số lượng đơn quá nhiều, cùng lúc khiến cho hệ thống giải quyết đơn của tiểu bang đã bị chậm lại hoặc là thậm chí bị tắc nghẽn. Đến nay, Michigan hay là Pennsylvania có lẽ bị ảnh hưởng nặng nhất. Trên 20% số người lao động ở hai tiểu bang này làm đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Rất nhiều gia đình, trong đó có rất nhiều gia đình người Mỹ gốc Việt chúng ta dường như đã xảy vào một trạng thái tâm lý trước tiên, đó là cảm thấy quẫn bách trong thời gian bị cách ly khi tình trạng thất nghiệp kéo dài. Điều đó thể hiện qua những vụ xuống đường ở rải rác khắp các tiểu bang. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.